Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, phao câu to như cái rành, hàm răng như đồng lúa chín. Ôi trời ơi, đúng nhận sai cãi hộ nhanh trí cái. Ông nào viết ra cái bài văn này? Ông nào mà trí tưởng tượng sao hỏa thế hả? Các nhà văn thơ thì nói quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Đến lớp cô dạy, đếm số đếm vần nhưng đố ai đếm được công lao của mẹ già, hay như thế cơ mà. Nào, thế hỡi những người con, bạn đang rất muốn trả lời những tò mò về mẹ chưa? Trong các đáp án ở bên dưới, bạn nghĩ đâu là cách người phụ nữ đầu tiên được sinh ra nhỉ? Nạn tượng đất sét biến thành, tạo ra từ xương sườn của người đàn ông hay được sinh ra từ bông hoa? Hẳn truyền thuyết này nhiều bạn có biết nè. Theo như truyền thuyết từ thuở xa xưa, khi Thượng Đế tạo ra thế giới, Ngài chỉ khai sinh một con người duy nhất là Adam mà thôi. Nhưng khi thấy Adam buồn vì không có bạn chơi cùng, Ngài đã rút một chiếc xương sườn của anh và tạo ra nàng Eva xinh đẹp. Cơ mà đó chỉ là đức tin của những ai theo kinh thánh Cơ Đốc giáo. Còn ở trong các nền văn hóa khác thì người phụ nữ lại được sinh ra bằng một cách khác. Ví dụ như ở Ai Cập, người phụ nữ được sinh ra từ giọt nước mắt của một vị thần cơ. Còn theo khoa học viễn tưởng thì phụ nữ từ người ngoài hành tinh. Wow, thế còn theo thuyết tiến hóa thì từ loài vượn cổ đại đó. Tóm lại, theo bạn, mẹ của chính bạn được sinh ra từ đâu thì comment câu trả lời mà bạn thấy đúng nhất dưới phần bình luận nhé. Ồ, bác Hồ nè, bác có là vị nhân thế giới thì cũng là một người con của mẹ. Và ai là mẹ của vị lãnh tụ vĩ đại này nhỉ? Bạn có biết không? Người phụ nữ vĩ đại ấy nằm trong bức ảnh thứ 3, bà là Hoàng Thị Loan, là người vợ, người mẹ mẫu mực đáng kính của dân tộc Việt Nam ta. Vì muốn chồng tập trung rùi mài kinh sử, con cái không lo đói rét, bà làm tất cả mọi công việc khổ cực để kiếm tiền nuôi gia đình. Những đức tính tốt đẹp từ bà, chúng mình đều có thể thấy được ở bác Hồ, giản dị, khiêm tốn, cần cù, chăm chỉ. Và đặc biệt là lòng yêu nước thương dân như con vô bờ bến vậy. Bạn có muốn gửi lời biết ơn tới người mẹ này không? Hãy thể hiện nó bằng cách comment biết ơn mẹ bác Hồ nhé. Ở đây có bạn nào theo đạo Thiên Chúa không nhỉ? Nếu có thì đây là câu hỏi các bạn phải trả lời đúng nhé. Không thì mất mặt lắm đấy. Theo bạn, ai là mẹ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Quan Âm Bồ Tát hay Nữ Oa Nương Nương? Đáp án chính xác là Đức Mẹ Maria, hay còn gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh. Chồng bà là Thánh Giuse và cả hai chỉ có duy nhất một người con là Chúa Giêsu. Trước khi kết hôn, bà được thần Garibel báo rằng bà sẽ mang thai do ý định của Thiên Chúa. Hành trình mang nặng đẻ đau của bà rất vất vả, phải chạy trốn kẻ địch và sinh Giêsu trong chuồng ngựa. Sau này, Đức Mẹ Maria trở thành một vị thánh và là người phụ nữ quyền lực nhất thiên đàng do có công cưu mang dưỡng dục Chúa đấy. Còn bạn, bạn được mẹ sinh ra hay bố nhỉ? Câu hỏi này lúc Nhanh Trí cỡ 5 tuổi tò mò muốn chết luôn. Không biết bạn có giống Nhanh Trí không? Không biết ai trực tiếp sinh ra chúng mình vậy? Đó là mẹ. Mẹ nha! Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sau đó còn phải thức trắng đêm thay bỉm, dỗ bạn khóc mỗi đêm, cho bạn từng giọt sữa ấm áp ngọt lành. Từ một cô gái xinh đẹp, bỗng trông nhan sắc và sức khỏe tụt dốc dần theo năm tháng. Vì để làm gì? Chính là hy sinh cho con cái đấy. Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy yêu thương mẹ nhiều thêm cả phần của bố nữa nhé. Mà này, như vậy không có nghĩa là không cần bố. Nếu không có bố, thì mẹ bảo tao bó toàn thân nhá. Vậy mới có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bạn hiểu câu này thế nào? Thì comment ý nghĩa của nó xem có học giỏi môn tiếng Việt không nhé. Hí. Bây giờ Nhanh Trí bổ quả dưa hấu này ra là số tử vi cho hay bạn rất được ba mẹ yêu thương. Đúng nhận sai cãi hộ Nhanh Trí cái. Thế không biết trong thế giới động vật, mẹ nào yêu con nhất nhỉ? Mẹ khỉ đột, mẹ voi hay mẹ gấu trúc ta? Ghê ghê, tại hạ thán phục nha. Mẹ khỉ đột đứng top 1 luôn các bạn ơi. Không hổ danh là loài động vật có vú thông minh và gần giống với con người. Khi mới sinh con, khỉ đột con có lông lá, tay chân và có thể tự ăn tự ị được rồi. Nhưng khỉ đột mẹ vẫn rất chi là quan tâm, cứ chằm bẵm đến khi con mình lớn thì thôi. Nào nào, ra đây mẹ bé, mẹ giúp ngủ, mẹ bắt cháy cho. Hơn cả là luôn bảo vệ con bằng cả tính mạng của mình nữa cô các bạn ạ.
Một hài lá hẹ, em rất yêu mẹ. Hai ba cô tiên, em yêu thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên, ai cũng gọi, mà lý do tại sao lại gọi vậy, bạn có biết không nhỉ? Bởi thiên nhiên nuôi nấng như người mẹ, bởi thiên nhiên sinh ra con người, hay bởi thiên nhiên là một vị thần? Bởi vì mẹ thiên nhiên cao cả và thiêng liêng như mỗi người mẹ có mặt trong cuộc đời này vậy. Không phải mẹ thiên nhiên sinh ra con người hay là một vị thần đâu, mà thiên nhiên sinh ra và nuôi sống muôn loài, cung cấp thức ăn, nơi ở, những tài nguyên vô giá, dạy cho ta những bài học để muôn loài cùng tiến hóa, trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ của mỗi con người cũng vậy, sinh ra nuôi nấng, che chở và bảo ban các con. Thế nên hãy gọi tên mẹ thiên nhiên, để biết rằng loài người chúng ta còn có chung một người mẹ thiêng liêng như vậy. Bây giờ, bạn hãy chuẩn bị một bộ não nảy số tanh tách đi, bởi câu hỏi tiếp theo sẽ ngăn dòng suy nghĩ của bạn đấy. Đây là tượng của một người mẹ vô cùng đáng kính, đáng trân trọng nhất trong lịch sử Việt Nam ta. Bạn có biết đó là ai không? Mẹ Thứ, mẹ Âu Cơ hay mẹ của Bác Hồ? Các bạn ơi, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc khi nhắc đến mẹ. Mẹ Thứ, người mẹ Việt Nam anh hùng đã dâng hiến cả 9 người con ruột thịt của mình cho Tổ quốc. Mẹ Thứ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thứ, mẹ là người có nhiều con nhiều cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Không chỉ 9 người con đi mãi không về, mà mẹ Thứ còn trải qua đau đớn hơn thế. Chồng của mẹ, một con rể và hai cháu ngoại cũng là liệt sĩ. Người ta bảo trẻ cậy cha giả cậy con, trẻ mẹ đã nuôi nấng chăm sóc các con, nhưng con lớn con ra đi, mẹ biết trông vào ai đây? Các bạn ạ, không nỗi đau nào tả xiết. Vậy nên mẹ Thứ được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam, được nhiều sự quan tâm từ nhà nước Việt Nam ta, hy vọng bù đắp phần nào. Nên chúng ta còn cha còn mẹ bên cạnh, hãy sống sao cho có hiếu với bậc sinh thành nhất có thể nhé. Ôi, nhanh trí sống tình cảm quá, nhắc đến mẹ Thứ mà giọng sụt sùi, nước mũi rớt xuống răng rồi kìa. Không chỉ có mẹ Thứ đâu, vẫn còn vô vàn những người mẹ Việt Nam khác phải chịu nỗi đau mất con trong thời chiến, thậm chí có người còn khóc cạn nước mắt vì con. Con cháu đời sau hãy đoán tên người mẹ này có được không? Mẹ là Trần Thị Mít, người mẹ này đã hiến dâng những người thân yêu nhất trong gia đình cho kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nước mắt mẹ tưởng chừng đã cạn sau mỗi lần nhận được giấy báo tử của con. Mẹ giả khắc khổ, ánh mắt u buồn in hằn từng nếp nhăn cuộc đời, ngóng trông con từng ngày thật là xót xa, nhưng cũng thật đáng để người dân Quảng Trị và cả nước Việt Nam ta tưởng nhớ kính trọng. Mẹ là người con Quảng Trị nắng gió và mạnh mẽ đấy. Các bạn Quảng Trị ơi, mời anh em cả nước tới chơi đi. Ngoài những người mẹ vĩ đại nhất Việt Nam ta trong chiều dài lịch sử, thì những người mẹ trong thế giới loài vật cũng xúc động không kém mà nha. Có thể bạn chưa biết điều kỳ lạ mà 5 năm qua chưa ai nói ra này. Có một loài chim lạ lắm, nuôi con hộ con khác mà mẹ nhỏ con to đùng ý. Các bạn biết con chim gì không? Chim cháo máu, chim chích sậy hay chim tu hú? Ô hay, nếu biết thì đố làm cái gì nữa? Đó là chim chích sậy. Cái con nhỏ siêu siêu này là mẹ đang mớm mồi cho con, chứ không phải con to là mẹ như các bạn nghĩ đâu. Con to hư đốn đó là tu hú, không hổ danh là bà mẹ bạc tình trong giới động vật. Tu hú mẹ chuyên gia đi đẻ nhờ vào tổ nhà khác, khiến chim chích sậy mẹ cứ tưởng là con mình. Dù tu hú con nở ra to gấp mấy lần, nhưng bản năng làm mẹ mà, cứ chăm bẵm thôi. Ngoài ra còn rất nhiều bà mẹ hài hước khác như mẹ mèo con gà, mẹ chó con mèo, cú tè lắm. Các bạn có đồng ý với nhanh trí rằng ai là mẹ cũng thương con và ai là con cũng cần có mẹ không nhỉ? Nhớ thả like nhé. Ta-da, mẹ bánh bao và mẹ linh bí nè. Theo bạn, mẹ của ai xinh hơn? Ôi là trời, giữa muôn vàn câu hỏi cảm động về mẹ thì làn gió xinh đẹp của hai người mẹ trẻ trung này làm nhanh trí khó chọn thế. Theo fan thì mẹ của ai nhỉ? Chứ theo nhanh trí thì xinh đẹp là do mắt nhìn của mỗi người. Nhanh trí thích mắt của mẹ bánh bao và miệng của mẹ linh bí thì phải làm sao? Chắc chắn cả hai mẹ đều xinh thì mới có những người con đáng yêu như thế chứ. 10, 11 con chó, bây giờ là một câu hỏi khó. Ai là mẹ của ông trời, bạn có biết không? Câu hỏi
hỏi này ngớ ngẩn thật, nhưng lại là tò mò của bao nhiêu người đấy. Ai cũng kêu trời ơi, con sướng quá, con khổ quá. Mất đi thì bảo ông bà về chầu trời, nhưng đáp án chính xác ai là mẹ ông trời thì chưa có các bạn ạ. Ngay cả ông trời còn chưa ai tìm rõ hay xác định rõ ông là ai cơ mà. Theo giải thích từ xa xưa, trong thơ văn hay trong tín ngưỡng thì ông trời là một đấng thần linh tối cao, dù vô hình nhưng đã tạo ra muôn vật, ban phước lành và có dạy có phạt. Bạn tốt thì những điều tốt sẽ tới, còn đã xấu lại còn xa thì ông trời có mắt đấy. Mấy tên ăn trộm ăn cắp á hả? Cứ liệu đấy, có ngày ông trời trừng trị. Bây giờ các bạn có muốn cùng mình lên cỗ máy thời gian đi thăm ông trời không? Thế nào mà đi về thời phong kiến của Việt Nam rồi? Ở đây có một thái hậu nhân từ hiền đức nhất Việt Nam đấy. Bạn biết đó là thái hậu nào không? Trời ơi, Từ Hy Thái Hậu và Võ Tắc Thiên ở Trung Quốc nhé. Đáp án là Thái Hậu Từ Dụ kìa. Bà là vợ của vua Thiệu Trị, mẹ của vua Tự Đức. Bà là một người vợ, người mẹ rất thông minh và đức hạnh, thế nên đã được truyền từ ngàn đời xưa đến nay rồi. Hấp dẫn quá, chúng mình cùng tìm hiểu tiếp một người mẹ rất thú vị, đó là mẹ của Trạng Trình nha. Chắc hẳn bạn từng nghe tới Trạng Trình chứ, không biết Trạng có người mẹ như thế nào mà giỏi thế nhỉ? Đây rồi, là bà Nhữ Thị Thục, chính là mẹ của Trạng Trình đó. Bà là con gái của quan thượng thư, nổi tiếng xinh đẹp, kiêu kỳ và tài hoa bậc nhất chốn kinh kỳ. Bà không chỉ hay chữ, có tài thơ văn mà còn nổi tiếng xem tướng giỏi cô. Sau khi lấy chồng và sinh con, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà đem hết tài trí dạy dỗ ông. Nhờ thế sau này ông trở thành một tài năng lớn, đến vua chúa cũng kính nể đó. Wow, nghĩ thì hơi xa một tí, nhưng bạn có muốn con của bạn giỏi như chính bản thân mình không? Hãy là tấm gương giỏi như mẹ của Trạng Trình nhé.